Nhan sắc của Mỹ Nam hoa ngữ này lạ lắm, lên phim xấu cay mắt, ngoài đời đẹp dữ dội làm chị em gục ngã. Thời điểm hiện tại, chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 8 đang phát sóng và thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Một trong số những điểm nhấn của show là sự hiện diện của Mỹ Nam ngôn tình Hồ Nhất Thiên. Hồ Nhất Thiên rất được yêu thích nhờ những tương tác cùng đàn em Ngô Thư Hân. Không chỉ vậy, tính cách nhẹ nhàng và đặc biệt là vẻ đẹp trai ngời ngời của anh chàng đúng tim rất nhiều chị em. Theo một số netizen, Hồ Nhất Thiên ở bên ngoài hoặc khi tham gia các chương trình thực tế trông cuốn hút hơn rất nhiều so với chính nam diễn viên lúc lên phim. Một vài bình luận của khán giả về Hồ Nhất Thiên khi xem show Nhà hàng Trung Hoa mùa 8. Xem show thấy ông Thiên đẹp trai lắm, mà sao lên phim nó bị xấu vậy ta? Công nhận, lên phim cứ kiểu bị đơ với gồng ấy, ngoài nhìn ngoan xinh yêu hơn hẳn. Hồ Nhất Thiên đẹp dữ vậy trời, mê trai đầu thai đến bao giờ mới hết, ha ha. Đừng ai cứu Mị, Mị không cần, cứ mặc kệ Mị chết chìm trong nhan sắc này. Thực tế, nhận định này hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi Hồ Nhất Thiên đóng cổ trang. Trong năm 2024, Hồ Nhất Thiên có một bộ phim cổ trang lên sóng là Tích Hoa Chỉ. Dù tác phẩm này thu về phản hồi tích cực từ khán giả về nội dung, thế nhưng ở nửa đầu của bộ phim khi nhân vật nam chính chưa quay về với thân phận thật của mình, tạo hình và nhan sắc của Hồ Nhất Thiên không được đánh giá cao, bị nhận xét không hợp cổ trang. Quay trở lại năm 2020, Hồ Nhất Thiên từng phải nhận rất nhiều lời nhận xét tiêu cực khi vào vai Hoa Vô Khuyết trong bộ phim Tân Tuyệt Đại Song Kiêu đóng cùng Trần Triết Viễn. Cả tạo hình lẫn gương mặt của anh đều bị chê bai, sự đánh giá của khán giả càng thêm khắt khe hơn, khi đây là một nhân vật kinh điển trong một tác phẩm kinh điển, từng được thể hiện bởi những biểu tượng nhan sắc một thời là Tạ Đình Phong và Tô Hữu Bằng. Có thể bạn chưa biết, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, Hồ Nhất Thiên từng là nam thần thanh xuân của rất nhiều hội chị em với loạt bộ phim ngôn tình, nổi bật nhất phải kể đến Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Dẫu vậy, kể từ sau năm 2019, Hồ Nhất Thiên có cú trượt dài, bị chê một màu và diễn xuất đơ, gồng. Điều này chính là một trong những nguyên nhân khiến anh trở nên kém thu hút trên màn ảnh, đến nhan sắc đỉnh cao cũng ít nhiều bị phong ấn. Hiện tại, nhờ tham gia show Nhà hàng Trung Hoa mùa 8, cùng với thành công nhờ bộ phim Tích Hoa Chỉ, tên tuổi của Hồ Nhất Thiên dần được hâm nóng trở lại, người hâm mộ cũng có thêm nhiều tình cảm với anh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Hồ Nhất Thiên có thể lấy lại ánh hào quang mình từng có nhờ vai Giang Thần Đình Đám một thời. Năm phim cổ trang sắp lên sóng, Triệu Lộ Tư đối đầu Đàm Tùng Vận. Trong tháng 9 vừa rồi, màn ảnh hoa ngữ vẫn chưa thể thoát khỏi thời kỳ lạnh giá khi hàng loạt dự án vẫn rơi vào cảnh flop. Khán giả cũng hy vọng, từ giờ đến cuối năm, Triệu Lộ Tư cùng với Đàm Tùng Vận và Ngô Cẩn Ngôn sẽ cứu màn ảnh hoa ngữ bằng các dự án cổ trang chuẩn bị lên sóng như Rèm Ngọc Châu Sa, Thục Cẩm Nhân Gia và Xuân Hoa Yếm. Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh. Rèm Ngọc Châu Sa là dự án được kỳ vọng nhất trong thời gian tới và có rất nhiều người tin rằng bộ phim này sẽ gặt hái được thành công. Ở Rèm Ngọc Châu Sa có hai điểm nhấn quan trọng, đó là kịch bản phim với đề tài nữ thương nhân dưới thời cổ đại và màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh sau 3 năm kể từ Trường Ca Hành. Sau khi xem xong trailer của Rèm Ngọc Châu Sa, khán giả đều rất hứng thú với hành trình trưởng thành của Tô Mộ Già cùng chuyện tình yêu đầy sóng gió của cô với Yến Tử Kinh. Thục Cẩm Nhân Gia, Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành. Một số blogger phim ảnh cho biết Thục Cẩm Nhân Gia không bị ảnh hưởng sau scandal ồn ào của nam phụ Trương Hạo Duy và bộ phim sẽ vẫn lên sóng theo thời gian đã định trước đó. Sau một loạt thành công đến từ những dự án hiện đại, Đàm Tùng Vận muốn quay về củng cố vị trí của mình bên dòng phim cổ trang và Thục Cẩm Nhân Gia chính là bộ phim mà cô coi trọng nhất. Nữ thần thanh xuân thay đổi hình tượng bản thân bằng một vai nữ doanh nhân thời cổ đại, mà sự kết hợp của cô với Trịnh Nghiệp Thành càng khiến khán giả hào hứng hơn. Xuân Hoa Yếm, Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn. Khán giả hiện đang rất tin tưởng vào bộ Xuân Hoa Yếm sẽ tiếp nối thành công của Mặc Vũ Vân Giang, một dự án gây bão đợt hè của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng khác với Mặc Vũ Vân Giang, Xuân Hoa Yếm được đánh giá là một bộ phim ngược thê thảm. My Lâm đã phải chịu rất nhiều đau khổ khi phải lòng Mộ Dung Cảnh Hòa. Bao năm qua, phim ngược vẫn luôn được khán giả yêu thích. Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn đều được đánh giá cao, nên Xuân Hoa Yếm rất có khả năng sẽ nổi đình nổi đám trên màn ảnh. Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh. Chưa lên sóng, nhưng Đại Mộng Quy Ly đã rất nổi tiếng và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Cốt truyện của Đại Mộng Quy Ly khá mới mẻ, khi tái hiện một thế giới kỳ ảo, nơi những yêu thú làm loạn và gây ra nhiều vụ án thảm khốc. Triệu Viễn Chu là người đã chủ động đứng ra đề nghị triều đình thành lập đội săn yêu thú để thu dọn tình trạng hỗn loạn này.
có sự bảo chứng của đạo diễn Quách Kính Minh cùng dàn diễn viên trẻ như Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh, nên netizen cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Đại Mộng Quy Ly. Cẩm Tú An Ninh, Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn. Cẩm Tú An Ninh là dự án Donny đóng giày cho Trương Vãn Ý và Nhậm Mẫn sau một loạt những thất bại của họ trên màn ảnh, cũng giống Rèm Mọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư, thì Cẩm Tú An Ninh sẽ kể về câu chuyện lập nghiệp của La Nghi Ninh. Dưới sự giúp đỡ của La Thận Viễn, La Nghi Ninh đã tìm ra được kẻ sát hại mẹ mình, đồng thời phát triển sự nghiệp kinh doanh. Với diễn xuất nhận được nhiều lời khen, cư dân mạng cũng hy vọng hai ngôi sao 9X này sẽ có cơ hội trở mình bằng Cẩm Tú An Ninh. Mỹ nhân giàu nhất showbiz, không ai dám nghi phong bạc, cử nhân Harvard vào giới giải trí chỉ vì đam mê. Đối với nhiều người, việc có thể dấn thân vào showbiz không chỉ để thỏa mãn đam mê nghệ thuật, mà còn là tìm kiếm cơ hội đổi đời, bởi việc nổi tiếng trong showbiz mang đến cho họ nhiều điều, từ danh vọng cho đến tiền bạc, nhưng không phải ai cũng đều có mục tiêu như vậy. Điển hình là Diêu An Na, con gái rượu của nhà sáng lập Huawei, tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, Nhậm Chính Phi. Công chúng thường gọi Diêu An Na với biệt danh khác là công chúa Huawei, vì cuộc đời như được trải thảm từ khi mới chào đời. Cô vào showbiz chỉ vì đam mê, được ủng hộ thử sức với mọi lĩnh vực mà không cần phải lo sợ bất kỳ rào cản nào. Công chúa sinh ra ở Vạch Đích. Diêu An Na sinh năm 1998, là con gái của ông Nhậm Chính Phi cùng người vợ thứ hai Diêu Lăng. Khi cô ra đời, tỷ phú Huawei đã là một trong những ông trùm công nghệ đình đám của đất nước tỷ dân và có tiếng trên thế giới. Ngay từ khi học mẫu giáo, Diêu An Na đã bày tỏ niềm yêu thích với nghệ thuật với nhiều bộ môn, từ piano, thư pháp, âm nhạc, đến hội họa Trung Quốc. Đặc biệt, Diêu An Na đã học múa ba lê từ năm 9 tuổi và thể hiện khả năng tiếp thu đáng kinh ngạc chỉ trong một thời gian ngắn. Ở tuổi 15, công chúa Úc nhà Huawei đã đạt được cấp độ cao nhất trong kỳ thi múa ba lê của Học viện Khiêu Vũ Hoàng gia Anh. Mặc dù là thiên kim tiểu thư ngậm thì vàng, Diêu An Na vẫn gây ấn tượng khi có thành tích học tập đáng nể. Năm 2016, cô được nhận vào Đại học Harvard với số điểm tuyệt đối, chuyên ngành khoa học máy tính và thống kê. Trong 4 năm học tại Harvard, Diêu An Na đã chăm chỉ học tập, bồi dưỡng bản thân và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của mình. Năm 2018, Diêu An Na được chọn để biểu diễn điệu nhảy oang, mở màn cho lễ hội Le Ban, vũ hội danh giá của giới thượng lưu được tổ chức thường niên ở Paris. Chỉ có 19 cô gái trên thế giới vinh dự được mời vào thời điểm đó. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Diêu An Na thường xuyên khoe hình ảnh đi du lịch sang chảnh đến nhiều quốc gia, xuất hiện trong các bữa tiệc lớn. Cuộc sống trong mơ của công chúa Huawei khiến nhiều người ao ước được thử trải nghiệm một lần trong đời. Cuộc dạo chơi trong giới giải trí. Những tưởng với tấm bằng cử nhân Harvard danh giá, Diêu An Na sẽ tiếp bước chị gái Mạnh Vãn Chu về làm việc cho Huawei, phát triển sự nghiệp của gia tộc. Tuy nhiên, năm 2021, Diêu An Na khiến công chúng Trung Quốc bất ngờ khi tuyên bố muốn dấn thân vào showbiz. Quyết định này của cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nhà sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi còn cho biết, ông tôn trọng mọi sở thích và quyết định của con. Có được sự hậu thuẫn vững chắc như vậy, con đường vào giới giải trí của Diêu An Na vô cùng thuận lợi và rộng mở. Ra mắt với vai trò là ca sĩ, diễn viên, bài hát đầu tay của công chúa Huawei bị chê bai về mọi mặt. Dẫu vậy, nữ minh tinh vẫn không bỏ cuộc, mà tiếp tục cố gắng ở các dự án tiếp theo. Cho đến khi vào vai phụ trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió, đóng cùng Lưu Diệc Phi, Diêu An Na mới nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả với diễn xuất của mình. Tiếp đó, nữ diễn viên tham gia show nhà hàng Trung Hoa và gây ấn tượng bởi cách hành xử rất khiêm nhường, lễ phép, cùng nụ cười luôn nở trên môi, tạo nên một ấn tượng khác về hình ảnh tiểu thư hào môn kiêu kỳ trong mắt công chúng. Tuy vậy, đến khi được lên đóng vai chính trong bộ phim Hành Động Liệt Băng, Diêu An Na để lộ nhiều khuyết điểm trong khả năng diễn xuất và nhận nhiều gạch đá từ người xem. Mặc dù bộ phim có sự tham gia của diễn viên gạo cội với diễn xuất thần sầu là Trương Tụng Văn, bộ phim vẫn không tránh khỏi kết quả thất bại. Để lấy lại thiện cảm từ công chúng, Diêu An Na còn phải cố gắng hơn nhiều trong các dự án tiếp theo ở tương lai. Hiện tại, ngoài danh xưng công chúa Huawei, Diêu An Na vẫn còn là cái tên mờ nhạt trong bản đồ showbiz Hoa ngữ. Mặc dù có xuất thân danh giá, học lực cao và nhiều tài lẻ, Diêu An Na vẫn cần trau dồi thêm về khả năng diễn xuất và sức hút cá nhân để tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả giữa hàng nghìn mặt ấn tượng khác trong làng giải trí. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.